nghe thấy là ai hát không hết. Em đang đánh tất cả là 6 loa các bác nhá. Một đôi 6015. Một đôi 6015, một đôi KT12. Một đôi 712. Nó lời em dùng một con đẩy đó là con mấy 650. Các bác có thấy đặc biệt không? À, đánh như thế này này, em đánh 6 loa trên một cái cục đẩy này. Thì đang đánh ở cái chế độ là 2,6 ohm các bác nhé, 2,6 ohm. Một bản được em hát lại và ghi âm lại. Ghi âm lại thôi nhé. Vô sao xuyên tâm buồn, mời nàng về chốn hoàng cung, chuyện cho khắp nhân gian mang lụa là đến bên nàng. Trên ngôi cao chín trần hoàng hậu đẹp hơn. Rất là hay luôn, con cụ đẩy này rất là hay. Tôi không phải là vua nên bỏ bước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng như loài hoa thiết xếp lá hơi hương. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không học là kiểu hoa, không nhìn gấm gấm cũng sao. Các bạn có thấy là nó đánh rất hay đúng không? Kiểu rất là hay. Em đây KT12 loa xét kèn, loa bát neo và chiếc neo. Một đôi này thì bát dân lực bát 40. Đây chứng tỏ là đánh 3 đôi loa các bác nhé, 2 đôi bát 30 và một đôi bát 40. Kèm đêm chào chào đầy ngày em cùng ai. Nghe bát rất là lực. Tôi nghe quang quang hồ mình vừa thành. Không cần dùng súp các bác nhớ, chưa cần dùng súp. Đánh 3 đôi loa mà tiếng cực kỳ chắc và chép cực kỳ tan. Và hôm nay sau khi tàn dọc được vua về, cho sai nhân ngóng đợi chỉ một cành trên trên chữ thôi. Các bác có thể nghe thấy em vừa hát em vừa ghi âm lại. Bây giờ em test trực tiếp cho các bác. Đấy. Rất là ok đúng không các bác? Âm thanh rất là hay. Đây là âm thanh đã thâu lại mà nó còn phát ra hay như thế này. Thì các bác biết là nó như thế nào. Đây là âm thanh thâu lại và bộ này đã phát ra như thế rồi. Rất là hay. Tiếng bát rất là hay và tiếng check rất là hay. Kéo 6 đôi loa thôi nha. À 3 đôi loa tức là 6 chiếc loa. Mỗi kênh đánh 3 chiếc. Một chiếc bát 40 và 2 chiếc bát 30. Các bác nhá. Đấy, bộ này thì phải nói là rất là hay luôn. Bát trung chép rất là hay. Chắc tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền. Loài hoa rất là hay. Không sắc màu. Đây là ghi lại, thâu lại các bác nhá. Và còn nó còn hay như thế này. Chưa nói là nếu mà âm thanh từ YouTube ra nó còn chuẩn hơn. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không đẹp gấm không ung. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi đi gầy khép đêm chặt đầy cài thêm cung gấm. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương
đèn này chưa nháy luôn các bạn nhá, chưa nháy luôn, chưa nháy cái đèn luôn. Mai sau khi tàn giặc được vua về, ngóng đợi chỉ một cánh chim nữa thôi. Rồi, ok. Thì đây là một cái video chứng minh rằng con Sostadan MX650 có thể đánh được xuống gần 2 ohm các bác nhé. Có thể đánh được xuống gần 2 ohm. Tức là em đang đấu 3 đôi loa, 3 đôi loa vào với nhau. Đấy, 3 đôi loa vào với nhau. Có 2 đôi bát 30 và một đôi bát 40 là 6015, đôi KT12 bát Chernell bát 30, con này thì 712 bát 30 thì không nói rồi. Đấy. Thì đây em đang kép xuống gần 2 ohm, 2,6 ohm. Đấy, thì các bác biết là nó hay như thế nào rồi. Đấy. Như vậy là đánh vẫn còn rất là chi tiết và đánh em chưa vặn này nhưng mà em giới hạn trên thiết bị máy tính. Đấy. Giới hạn trên thiết bị máy tính sẽ làm cho căng đẩy lên xem đánh nó như thế nào, nhưng mà thấy rất là hay rồi, rất là ok. Đấy, bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp các bác nhé. Con này đánh được xuống gần 2 ohm đấy, thì tương tự những cái dòng như Crown nó đánh được xuống gần 2 ohm có thể đánh được, hoặc là beginner có thể đánh được xuống tầm 2 ohm. Beginner con EP4000 trước em đã bán ấy, cũng có thể đánh được 2 ohm. Con này bây giờ cũng đánh được 2 ohm này. Đấy, thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác.